-like -like <numbers> Tuyền thuyết tướng sắc giới tịnh bất tịnh bất khả đắc Tuyền thuyết tướng thành hưởng vị xúc pháp giới tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc Tuyền thuyết tướng sắc giới viễn ly không viễn ly bất khả đắc Tuyền thuyết tướng thành hưởng vị xúc pháp giới viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc Tuyền thuyết tướng sắc giới tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc Tuyền thuyết tướng thành hưởng vị xúc pháp giới tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc vô số như lai ứng tránh đẳng giác vì chúng đại bồ tát tuyên thuyết tướng nhãn thức giới thường vô thường bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý thức giới thường vô thường cũng bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhãn thức giới vui không vui bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý thức giới vui không vui cũng bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhãn thức giới ngã vô ngã bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý thức giới ngã vô ngã cũng bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhãn thức giới hí tịnh bất tịnh bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hí tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhãn thức giới viễn ly không viễn ly bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý thức giới viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhãn thức giới tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý thức giới tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc vô số như lai ứng tránh đẳng giác vì chúng đại bồ tát tuyên thuyết tướng nhãn xúc thường vô thường bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc thường vô thường cũng bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhãn xúc vui không vui bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc vui không vui cũng bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhãn xúc ngã vô ngã bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc ngã vô ngã cũng bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhãn xúc tịnh bất tịnh bất khả đắc tuyển thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc tuyển thuyết tướng nhãn xúc viễn ly không viễn ly bất khả đắc tuyển thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc tuyển thuyết tướng nhãn xúc tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc tuyển thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc vô số như lai ứng tránh đẳng giác vì chúng đại bồ tát tuyên thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thường vô thường bất khả đắc Tuyền thuyết tướng nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường cũng bất khả đắc tuyên thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vui không vui bất khả đắc Tuyền thuyết tướng nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vui không vui cũng bất khả đắc Tuyền thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra ngã vô ngã bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm cho sanh ra các thọ ngã vô ngã cũng bất khả đắc tuyên thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm cho sanh ra tịnh bất tịnh bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm cho sanh ra các thọ tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc tuyên thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm cho sanh ra viễn ly không viễn ly bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm cho sanh ra các thọ viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc tuyền thuyết tướng các thọ do nhãn xúc làm cho sinh ra tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc tuyền thuyết tướng nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm cho sinh ra các thọ tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc vô số hữu như lai ứng tránh đẳng giác vì chúng đại bồ tát tuyền thuyết tướng địa giới thường vô thường bất khả đắc tuyền thuyết tướng thủy hòa phong không thức giới thường vô thường cũng bất khả đắc tuyền thuyết tướng địa giới vui không vui bất khả đắc tuyên thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới vui không vui cũng bất khả đắc tuyên thuyết tướng địa giới ngã vô ngã bất khả đắc tuyên thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới ngã vô ngã cũng bất khả đắc tuyên thuyết tướng địa giới tịnh bất tịnh bất khả đắc tuyên thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc tuyên thuyết tướng địa giới viễn ly không viễn ly bất khả đắc tuyên thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc tuyên thuyết tướng địa giới tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc tuyên thuyết tướng thủy hòa không không thức giới tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc vô số như lai ứng tránh đẳng giác vì chúng đại bồ tát tuyên thuyết tướng nhân duyên thường vô thường bất khả đắc tuyên thuyết tướng đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên thường vô thường cũng bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhân duyên vui không vui bất khả đắc tuyên thuyết tướng đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên vui không vui cũng bất khả đắc. Tuyền thuyết tướng nhân duyên ngã vô ngã bất khả đắc. Tuyền thuyết tướng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên tăng thượng duyên, ngã vô ngã cũng bất khả đắc. Tuyền thuyết tướng nhân duyên tịnh bất tịnh bất khả đắc. Tuyền thuyết tướng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên tăng thượng duyên, tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc. Tuyền thuyết tướng nhân duyên viễn ly không viễn ly bất khả đắc. Tuyền thuyết tướng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên tăng thượng duyên, viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc tuyên thuyết tướng nhân duyên tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc tuyên thuyết tướng đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc vô số như lai ứng tránh đẳng giác vì chúng đại bồ tát tuyên thuyết tướng vô minh thường vô thường bất khả đắc tuyên thuyết tướng hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử thường vô thường cũng bất khả đắc tuyền thuyết tướng vô minh vui không vui bất khả đắc tuyền thuyết tướng hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử vui không vui cũng bất khả đắc tuyền thuyết tướng vô minh ngã vô ngã bất khả đắc tuyền thuyết tướng hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử ngã vô ngã cũng bất khả đắc tuyền thuyết tướng vô minh tịnh bất tịnh bất khả đắc tuyền thuyết tướng hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử tịnh bất tịnh cũng bất khả đắc tuyền thuyết tướng vô minh viễn ly không viễn ly bất khả đắc tuyền thuyết tướng hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử viễn ly không viễn ly cũng bất khả đắc tuyền thuyết tướng vô minh tịch tĩnh không tịch tĩnh bất khả đắc tuyền thuyết tướng hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu xanh lão tử, tịch tĩnh không tịch tĩnh cũng bất khả đắc. Vô số như lai ứng tránh đẳng giác, vì chúng Đại Bồ Tát tư thuyết nhiều loại pháp môn sai biệt, có không có. Nhờ thần lực của Phật lại thấy hàng hà xa thế giới ở phương Đông, có vô số như lai ứng tránh đẳng giác, vì muốn lợi ích cho các Bồ Tát nên nhiều ức kiếp không nhập Niết Bàn. Ai chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề thì làm cho họ phát tâm. Ai đã phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi thì làm cho vĩnh viễn không thối chuyển. Nếu ai đối với quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề không thối chuyển thì làm cho họ viên mãn trí nhất thiết trí. Vô số như lai ứng tránh đẳng giác vì muốn lợi ích cho các thanh văn nên trải qua nhiều kiếp an trụ phương tiện giáo hóa. Ai chưa phát tâm giáo hóa khiến cho phát tâm, ai đã phát tâm rồi làm cho siêng năng tu hành ai đã tu hành rồi thì giúp họ mau chứng quả a la hán vô số như lai ứng tránh đẳng giác vì muốn lợi ích cho các độc giác nên trải qua nhiều kiếp an trụ phương tiện giáo hóa ai chưa phát tâm giáo hóa khiến cho phát tâm ai đã phát tâm rồi làm cho siêng năng tu hành ai đã tu hành rồi thì giúp họ chứng đắc độc giác bồ đề vô số như lai ứng tránh đẳng giác vì muốn lợi ích các hữu tình nên trải qua nhiều kiếp an trụ phương tiện giáo hóa làm cho vô lượng hàng hà xa các hữu tình tùy theo chủng tánh của họ được nhập niết bàn hoặc vô lượng hàng hà xa các hữu tình thoát hẳn nỗi khổ nơi đường ác được hưởng vui ở cõi trời người vô số như lại ứng tránh đẳng giác dùng sức thần thông qua vô lượng vô biên thế giới khác bằng phương tiện thiện xảo làm lợi ích an lạc vô lượng hữu tình Giá lợi tử thấy việc như vậy, vui mừng hớn hở liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch thiện thệ thật hi hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến cho chúng con được thấy vô lượng hàng hà xa thế giới ở phương Đông, có vô số chúng đại Bồ Tát, hành hạnh Bồ Tát, nhiều cách khác nhau, vô số như lai ứng tránh đằng giác, dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, Bạch Thiện Thệ thật hy hữu, trừ Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, làm cho Bồ Tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế Tôn bảo xá lợi tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói. Trừ Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, có thể giúp Bồ Tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do đây nên tù viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí, giá lợi tử và đại chúng. Nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hàng hà xa thế giới ở phương Nam, có vô số Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề cho đến vô số Bồ Tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối đuôi tam dã chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đà. Nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà xa thế giới ở phương Nam, có vô số như lai ứng tránh đẳng giác, vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường vô thường bất khả đắc, tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng bất khả đắc, cho đến vô số như lai ứng tránh đẳng giác, dùng sức thần thông đến vô lượng vô biên thế giới bằng phương tiện khéo léo, làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình. Giá lợi tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch thiện thệ thật hy hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy khiến chúng con đều thấy vô lượng hàng hà ra thế giới ở phương Nam. Có vô số chúng đại Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát nhiều cách khác nhau. Vô số như lai ứng tránh đẳng giáp dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, Bạch Thiện Thệ thật hi hữu chưa Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn, khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề. Thế Tôn bảo xá lợi tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời thầy nói, chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề. Do đây nên tù viên mãn tư lương, mau chóng, chứng tác trí nhất thiết trí. Giá lợi tử và đại chúng nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hàng hà xa thế giới ở phương Tây, có vô số Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề, cho đến vô số Bồ Tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui tan rã chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề. Nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hàng hà xa thế giới ở phương Tây, có vô số như lai ứng tránh đẳng giác, vì chúng đại bồ tát tuyên thuyết tướng xác uẩn thường vô thường bất khả đắc tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng bất khả đắc cho đến vô số như lai ứng tránh đẳng giác dùng sức thần thông đến vô lượng vô biên thế giới bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình xá lợi tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở liền bạch phật bạch thế tôn thật kỳ lạ, bạch thiện thệ thật hy hữu, thế tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con thấy được vô lượng hàng hà xa thế giới ở phương tây, có vô số chúng đại bồ tát hạnh hạnh bồ tát nhiều cách khác nhau, vô số như lai ứng tránh đẳng giác dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, bạch Thiện thệ thật hy hữu, Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề. Thế Tôn bảo giá lợi từ, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời thầy nói, chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Giả lợi tử và đại chúng nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà xa thế giới ở phương Bắc, có vô số Bồ Tát ngồi tỏa Bồ Đề cho đến vô số Bồ Tát chiến thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui tam giã, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hằng hà xa thế giới ở phương Bắc, có vô số như lai ứng tránh đẳng giác, vì chúng đại bồ tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường vô thường bất khả đắc tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng bất khả đắc cho đến vô số như lai ứng tránh đẳng giác dùng sức thần thông đến vô lượng vô biên thế giới bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình xá lợi từ thấy việc như vậy vui mừng hớn hở liền bạch phật Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, Bạch Thiện Thệ thật hi hữu. Thế Tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy, khiến chúng con được thấy vô lượng hàng hà xa thế giới ở phương Bắc. Có vô số chúng đại Bồ Tát, hành hạnh Bồ Tát nhiều cách khác nhau, vô số như lai ứng tránh đẳng giác, dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, Bạch Thiện Thệ thật hi hữu. Chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thế Tôn bảo xá lợi tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói, chư Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí xá lợi tử và đại chúng nhờ thần được Phật, lại thấy vô lượng hằng hà xa thế giới ở phương Đông Nam, có vô số Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề, cho đến vô số Bồ Tát chế thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui tam giã, chứng tác quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề. Nhờ thần được Phật, lại thấy vô lượng hàng hà xa thế giới ở phương Đông Nam, có vô số như lai ứng tránh đẳng giác, vì chúng đại bồ tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường vô thường bất khả đắc tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng bất khả đắc cho đến vô số như lai ứng tránh đẳng giác dùng sức thần thông đến vô lượng vô biên thế giới bằng phương tiện khéo léo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình xá lợi tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở liền bạch phật bạch thầy tôn thật kỳ lạ bạch thiện thệ thật hi hữu Thế tôn thành điệu sức đại thần thông như vậy khiến chúng con thấy được vô lượng hoàng hà ra thế giới ở phương đông nam có vô số chúng đại Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát nhiều cách khác nhau vô số như lai ứng tránh đẳng giác dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình bạch Thế tôn thật kỳ lạ bạch thiện thệ thật hi hữu chư Phật thành điệu diệu pháp rộng lớn khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu đến sự thành điệu diệu pháp rộng lớn của chư Phật đó là quả vị vô thượng Chánh đẳng Bồ Đề. Thế tôn bảo giá lợi tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời thầy nói. Chứ Phật thành tựu diệu pháp rộng lớn khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Đó là quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương, mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Giá lợi tử và đại chúng nhờ thần được Phật, lại thấy vô lượng hàng hà xa thế giới ở phương Tây Nam có vô số bồ tát ngồi tòa bồ đề cho đến vô số bồ tát chế thắng vô lượng thiên ma oán địch khiến chúng thối lui tan rã chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nhờ thần lực phật lại thấy vô lượng hàng hà xa thế giới ở phương tây nam có vô số như lai ứng chánh đẳng giác vì chúng đại bồ tát tuyên thuyết tướng sắc uẩn thường vô thường bất khả đắc tuyên thuyết tướng thọ tưởng hành thức uẩn thường vô thường cũng bất khả đắc cho đến vô số như lai ứng tránh đẳng giác dùng sức thần thông đến vô lượng vô biên thế giới bằng phương tiện khéo néo làm lợi ích an lạc cho vô lượng hữu tình giá lợi tử thấy việc như vậy vui mừng hớn hở liền bạch phật bạch thế tôn thật kỳ lạ bạch thiện thệ thật hy hi hữu thế tôn thành tựu sức đại thần thông như vậy khiến chúng con thấy được vô lượng hàng hà xa thế giới ở phương tây nam có vô số chúng đại bồ tát hành hạnh bồ tát nhiều cách khác nhau vô số như lai ứng tránh đẳng giác dùng nhiều phương tiện làm lợi ích hữu tình bạch thế tôn thật kỳ lạ bạch thiện thệ thật hi hữu chư phật thành tựu diệu pháp rộng lớn khiến cho bồ tát phát tâm cầu đến sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư phật đó là quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề thế tôn bảo xá lợi tử đúng vậy đúng vậy đúng như lời thầy nói chư phật thành tựu diệu pháp rộng lớn khiến cho Bồ Tát phát tâm cầu sự thành tựu diệu pháp rộng lớn của chư Phật, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do đây nên tu viên mãn tư lương mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Giá lợi tử và đại chúng nhờ thần lực Phật, đại thấy vô lượng hàng hà xa thế giới ở phương Tây Bắc, có vô số Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề cho đến vô số Bồ Tát chế thắng vô lượng thiên ma oán địch, khiến chúng thối lui tan rã chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nhờ thần lực Phật lại thấy vô lượng hàng hà xa thế giới ở phương tây bắc có hơn vô lượng